Chào các bạn nhé, hôm nay là mình dẫn đoàn chị em phụ nữ người Dao của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cũng lên tham quan, cái thứ nhất là hôm qua rồi, lên tham quan thác Bản Dốc và một số điểm danh là hang Quác Bó chẳng hạn. Thì hiện tại là chúng tôi hôm qua là đoàn đã về Bản Dao và làm cái chương trình, được biết là có bà cụ bàn thì chủ cán bộ lão thành cách mạng bí danh là Kim Sơn, sinh ngày 23 tháng 10 1925, nơi ở xã Vĩnh, xóm Nà Chắn, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Từ năm 18 tuổi là bà đã tham gia nấu cơm phục vụ trận đánh Khe Cắt, xã Nà Ngận, nơi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bà được bác Hồ Giáp bầu làm tổ nấu cơm để phục vụ trận đánh Khe Cắt Nà Ngận giai đoạn 1944-1945. Hiện tại là chúng tôi sẽ được ghi hình và phỏng vấn bà từ cái thời kỳ đó, thì mình sẽ được phát vừa tiếng phổ thông và vừa tiếng dân tộc nhé. Mình sẽ quay lại. Mày là tôn tuổi. Các bạn như chẳng là tôn mua tay quay cho chương trình quân phù cầm miền là trong thời kỳ lão thành cách mạng quá, cứ con và buộc cái miệng ha, tới giờ toàn phía buộc cái hiệu dịch cái trời, không ạ? Ừ. Thời kỳ rất khó quá, không bắt đầu gì ạ? Con bắt đầu à? Hả? Mình bắt đầu với ông Giám trải đi. Tôi nắng tiền hủy khất ông Giáp. Ông Giáp đấy tiền hủy, biết tiền hủy khất ông Giáp. Rồi biết ông Giáp đấy. Tôi nắng quân ông Giáp nhịn. Bên úi ông Giáp. Mình tớ có bàn bên ông Giáp mình. Tớ có bàn nên tớ nằm đó em muốn. Em muốn anh chú phải nằm đó mình em. Nà. Bên nằm đó mình em mình. Thì biết anh coi đáng thật biểu đá thế á. Mà cho mình là buồn mình được vượt. Nào à, nếu nào còn đâu biết tớ nào. Nói khi nó bị tiêu đó, em muốn đi muốn nào, không dám dám làm. Dám làm là buồn vượt. Nào, còn đâu biết nào. Có mình tổ thật tớ nào cũng nào, muốn thế tớ nào tổ cũng nào. Tớ nào mới mình, mấy cô chú tổ bị tớ nào tổ mình úi. Nan đi đu ni đu nan na đi ta bơ tia lan đi đu ni tơ mê pun nơ bo chơ ha ni chao lưng khu na tê yên mo vi tha tơ na mê tơ na tơ mai tơ na tơ hai phung cán bộ phung na nó cơ quan đi hi mo nam cơ quan na ni hai bu bi mơ thế kỳ bị mất ra. Vừa tôi cho thư chốt cái lẻ hàng là tôi mình. Mai chị nhầm không? Đây là góc dưới là bà, con dâu của bà ấy. Sang là một số anh chị em ở người Dao Chiêm Hóa cũng lên thăm và cũng vào đây tham quan và ngồi cùng với bà để lại ghi lại những khoảnh khắc cuộc phỏng vấn hôm nay nha các bạn ạ. Vì mình vừa nói vừa phát bằng tiếng Dao cho nên là bà là cán bộ tiền khởi nghĩa đó các bạn ạ. Ở nay ta thì chú gì ạ? Tao ở bên chùa, tao nhìn mẹ lá. Tao nhìn mẹ nó có ở tài hang gì. Tài hang tao mua tỏi đá. Nó tao bên yên tiên tỏ như nhằm.
tao thì mới tao nói tao chỉ tùy gì tao chỉ tùy xí không gì tỏ như nhau tỏ như nhau tao cũng tao biết mà gì tao tao biết cần nhau Xin chào các bạn nhé. Bây giờ là mình phát bằng tiếng phổ thông. Đây là đại diện con cháu của gia đình bà. Cháu nội. Dạ cháu nội đấy. Thì qua quá trình tham gia công tác thì cháu nội cũng nắm rõ được một số cái lý lịch của bà trong thời gian tham gia lực lượng cách mạng. Võ Nguyên Giáp mời con cái trời thì cũng sinh ra được lớn lên trong gia đình là có bà nội bàn thị chủ là tham gia hoạt động cách mạng thời kỳ giai đoạn 1944-1945 phục vụ cho trận đánh đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại đồn Phai Cắt và Nà Ngần thì lớn lên được bà kể là thời kỳ hoạt động của bà là năm 18 tuổi bà được tham gia vào đội Việt Minh và được bác Giáp phân công trong tổ nấu cơm để phục vụ trận đánh thì trong quá trình nấu cơm thì bà được bác Giáp phân là tổ trưởng tổ nấu cơm thì quá trình nấu cơm thì và các trong tổ thì bà sẽ phân công cho các tổ một số tổ là đi tìm rau, một số tổ đi vào trong hội quyên góp bà con góp gạo về để nấu cơm. Thì trong quá trình nấu cơm thì bà sẽ gói từng gói một và có bao nhiêu cán bộ rồi phục vụ trong trận đánh là gói mỗi người một gói cơm và rau thì các bà là mỗi một gói cơm là rau là các bà phải quét một lỗ sau đó thì cho rau vào trong và gói cả rau và cơm chung một gói cơm và chia cho phân công cho các thành viên là đi chọn một cái điểm để đặt cơm là sau đó các bà đấy có một cái suất cơm đặt ở đấy sau đó cán bộ sẽ nhận cơm tại cái điểm mà đã thống nhất thì làm sao mà đảm bảo được cái hậu cần yên tâm cho cán bộ và bộ đội chúng ta đánh trận Nà Ngần, Phai Cắt Nà Ngần và từ đó là trận đã diễn ra và đánh thắng thành công đúng theo kế hoạch tác chiến của bên dưới chỉ đạo của đại tướng Võ Nguyên Giáp và trận đánh hai trận đánh đã thành công tốt đẹp. Vâng, cảm ơn anh. Nhà anh tao số mình cắt bỏ thì nữa. Tao nắng lên tao buồn mình cắt ngải bỏ. Nhiều mà miền thì nó buồn nào anh ta muốn mình càng lại bỏ thế rất là vất vả đấy là thời thời kỳ đấy rất là kỳ ba, tan xiêm và hàng nhất cảm ơn bà.